Bất động sản hết thời đua nhau giảm giá thoát hàng, bán rẻ như cho mà không ai mua, nợ nần ngập đầu, cuộc sống bế tắc. Đây là những thông tin và những thông điệp ở ngoài kia. Có rất nhiều người mà lúc này đi mua bán bất động sản, mua được nhưng mà lúc bán không được, và thị trường bất động sản bong bóng, giảm giá, cắt lỗ, bán rẻ như cho. Ngày tận thế, ngày tàn đã đến. Muốn mua thì mua được, nhưng bây giờ lúc muốn bán có bán rẻ như cho đi chăng nữa cũng không có ai thèm mua. Và sự thật nó có phải như thế hay không, hay đây là do tâm lý đám đông, hay là sự thao túng của một nhóm người nào đó, của một số người nào đó hòng để đi mua, đi săn, đi tìm những tài sản giá rẻ của bạn, để lúc tới và 1-2 năm nữa người ta thổi thông tin và người ta đưa những thông tin tích cực và đưa phân tích những cái thông tin đúng với giá trị thực của thị trường, và khi đó chúng ta mới nhìn nhận ra và chúng ta quay lại thị trường thì chắc chắn chúng ta phải mua với cái giá cả cao hơn, hay còn nói là chúng ta sẽ mất tiền nhiều hơn. Vậy thì hôm nay Hiển sẽ làm clip này chia sẻ góc nhìn của mình về cái chuyện là gì? Bất động sản đã thực sự đã hết thời hay chưa? Đua nhau giảm giá thoát hàng, bán rẻ không ai cho và nợ nần ngập đầu, cuộc sống bế tắc. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem được kênh này, bạn xem được video này thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn hình quả chuông đó, để lần tới khi mình phát video ra bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được thông tin này, với những thông tin là hay nhất, sớm nhất và ý nghĩa nhất. Và ngay cái thời điểm này có một thông tin tích cực và ai ai chúng ta cũng thấy được, đó là lãi suất ngân hàng chưa bao giờ mà nó lại thấp như hiện nay, cũng như là những gói kích thích kinh tế của nhà nước, đầu tư công và nguồn vốn đầu tư FDI của nước ngoài. Nhưng những cái thông tin đó có rất ít người phân tích và có ít người nhìn nhận ra khi mà có một thông tin, có một dấu hiệu tích cực ở đó, từ người Hà Nội, từ người Bộ hay các quốc gia, các tập đoàn quốc lớn đến đây đầu tư, thì người ta cũng cần có thời gian, có độ trễ về thời gian đâu đó là 6 đến 12 tháng, còn không từ 1 đến 3 năm. Cái điều đó chúng ta mới thấy được thực tế ở ngoài thị trường. Nhưng bây giờ chính vì cái tâm lý đám đông hoang mang, lo lắng, lo sợ như thế này này, nên người ta bắt đầu người ta phải bán rẻ, bán tháo, bán đổ đi. Người ta phải dùng cái từ là không bán được, không bán đi thì thời gian tới nó rẻ nữa thì có ai thèm mua đâu, nên bây giờ phải tìm một cách để bán. Những cái người mua người ta lại lo lắng rằng biết đâu mua xong thời gian tới nó còn xuống nữa thì mình mất tiền thì sao, nên thôi thả mang tiền mà gửi trong ngân hàng. Nên mới có cái câu chuyện là giữa lúc mà các nước khác người ta thiếu tiền, khủng hoảng kinh tế trầm trọng, người ta cần tiền, thì người Việt Nam chúng ta lại thừa tiền, những 6,3 tỷ đồng gửi trong ngân hàng, chưa kể là tiền bạc như vàng bạc hay là một số tài sản khác ở trong người dân đó. Bởi vì sao? Người ta lo lắng lúc này là người ta không biết làm gì, người ta không dám làm gì cả. Thôi, chọn cách an toàn nhất là gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng. Và thực sự những cái vấn đề này, những cái dấu hiệu này nó có phải như thế hay không? Cái đầu tiên đó là gì? Chúng ta phải nhìn nhận Việt Nam chúng ta là đất nước đang phát triển chứ không phải là đất nước đã phát triển. Và như các nước tư bản giống như Mỹ, các nước châu Âu hay gần nhất là giống như là gì? Nhật, như Thái Lan, Singapore hay là Hàn Quốc. Đến khi có một cái câu chuyện này nó xảy ra, ai người ta cũng lấy thông tin so sánh với Trung Quốc. Và chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc bây giờ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rồi. Còn kinh tế Việt Nam chúng ta là sao? Chúng ta quá nhỏ bé. Chúng ta quá nhỏ bé so với họ, cũng như là cái chính sách và cái chuyện đất đai bất động sản người ta cũng khác. Ở Trung Quốc người ta sở hữu bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm, 50 năm hay là 70 năm. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Là chúng ta là sở hữu đất bất động sản sở hữu là lâu dài. Giống như nếu như chúng ta đó là quy hoạch đất ở, đất có thổ cư hay là ODT, ONT hay là có một loại số đất khác thì có thời hạn, thì chúng ta sở hữu lâu dài, sở hữu mãi mãi, sở hữu vĩnh cửu để lại muôn đời cho con cháu sau này, chứ không giống như họ, cũng như là gì, cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta mới là đang phát triển và ít nhất chúng ta phải trải qua ít nhất là 2 đến 3 chu kỳ kinh tế nữa. Đấy chính là lý do tại sao mà cái thời điểm này có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, có nhiều nhà tài phiệt, cũng như là nhiều Việt Kiều nó quay vào trong nước để đầu tư thế. Thì nó phải có lý do thì người ta mới đầu tư. Bởi vì các nước phương Tây, các nước tư bản người ta phát triển đến trần rồi, bây giờ cái tiềm năng, cái dư địa đi lên nó không còn được nhiều nữa, nên người ta mới dùng từ là châu Á mới là kỷ nguyên, mới là tương lai của thế giới. Và cái thứ hai là gì? Đó là Việt Nam mà trong những nước thu hút cái nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. Mà khi mà người ta đầu tư nước ngoài thì không phải là cái chuyện đầu tư 6 tháng 1 năm hay 2 năm, mà người ta đầu tư là 20 năm, 30 năm, 50 năm hay cái câu chuyện là 99 năm. Mà để người ta đầu tư dài hạn như thế thì người ta phải phân tích, chứ không như những giống như nhà đầu tư đơn lẻ như chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta nhảy vào chúng ta mua, người ta phải phân tích, người ta phải thống kê và người ta phải tính được bao nhiêu năm nữa thì đất nước chúng ta đã phát triển và đạt trần, đạt điểm, đạt đỉnh, thì khi đó người ta mới bỏ tiền đầu tư. Mà tại sao cái thời điểm này không phải đi đầu tư Nhật, Hàn Quốc hay là các nước châu Âu hay là Mỹ hay là Đức hay là Pháp hay là Italia, mà người ta lại tìm đến Việt Nam?
mà không phải là Thái Lan, là Singapore hay là Malaysia hay Indonesia, thì nó phải có lý do, nó phải có cái dư địa phát triển trong thời gian tới. Nhưng mà liệu chừng có bao nhiêu người nhìn thấy điều này, hay là chúng ta chỉ nghĩ à người ta đến và người ta đầu tư xong là phải có luôn, làm gì có chuyện đó trên đời. Người ta cần một thời gian, cần có độ trễ về thời gian để những chính sách và những gói đầu tư đó người ta chúng ta mới thấy được ở ngoài thị trường. Và cái thứ ba đó là gì, chúng ta không kiến thức về cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư. Dù chúng ta đầu tư chứng khoán, đầu tư vàng, đầu tư đồng tiền kỹ thuật số, hay đầu tư Bitcoin, hay đầu tư bất kỳ gì cũng như là đầu tư bất động sản, chúng ta phải kiến thức am hiểu về cái lĩnh vực mà chúng ta đầu tư, cũng như am hiểu về tiền, về tài chính, về kinh tế vĩ mô, về chính sách của nhà nước, về vi mô, thì chúng ta mới biết là nó ảnh hưởng như thế nào. Chứ không phải một số người nghĩ là chỉ cần có tiền là đủ. Đúng rồi, nếu như có tiền là đủ, tiền là rất quan trọng, không có tiền sẽ không làm được gì. Mà người ta sống là phải kiếm tiền, để tiền để phục vụ cuộc sống. Nhưng chỉ có tiền thôi thì chưa đủ. Một số người nói tôi có quan hệ, mà quan hệ là quan hệ như thế nào? Nếu như mà chỉ có tiền thôi mà người ta đến đây giàu có thì ai người ta cũng giàu hết rồi. Người ta có tài sản, người ta chấp ngân hàng, người ta vay mượn để đầu tư. Tại sao có nhiều người có tài sản lớn như thế, người ta thế chấp, người ta vay mượn được nhiều thế, mối quan hệ nhiều thế mà người ta vẫn thất bại? Bởi vì sao? Người ta không am hiểu ở cái lĩnh vực đầu tư. Trong những cái công việc mình am hiểu, mình giỏi nhất, mình hiểu rõ nhất, mình tận tường nhất, chúng ta còn mất tiền cơ mà. Còn như chúng ta đi đầu tư những lĩnh vực mà chúng ta lại không am hiểu thì liệu chừng chúng ta có mất tiền không? Chắc chắn là chúng ta sẽ mất tiền đối với những cái loại hình đầu tư đó. Và cái thứ tư là chúng ta không có chiến lược đầu tư và cũng không biết cách phân bổ vốn đầu tư như thế nào. Thường thì khi đầu tư người ta muốn là đầu tư sự một đồng, là sáng mua chiều bán, sáng mua 1 tỷ và chiều bán tiền mốt, mua xong bán luôn là có lời ngay. Và cái tâm lý đám đông người Việt Nam là đầu tư bất động sản là mua phải có lời, mua phải có lời mới mua. Mua xong khi đặt cọc mua đất hóa ở cái thời gian tới bán được bao nhiêu, mà người ta không nghĩ rằng muốn mua hay đầu tư cái gì đấy nó cũng cần có thời gian, cần có chiến lược, cần phải gia tăng giá trị tài sản đến đó của mình. Còn nếu mình không gia tăng được thì khu vực đó, địa phương đó phải có những sự thay đổi về cơ sở hạ tầng, về công ăn việc làm, thu hút dân cư hay những tiện ích dịch vụ khác thì nó mới tăng giá được. Còn nếu như bạn mua xong, bạn mua bạn không làm gì, bạn mua bạn để đó, bạn mua mà bạn muốn mua thì phải có lời, mua như thế bạn làm như thế thì bạn liệu chừng bạn có lời không? Bạn có gia tăng cái gì, cái khu vực đó nó có phát triển thêm gì đâu mà bạn có lời được. Nên mình mới nói là cái gì không có một cái chiến lược đầu tư, cũng không có cái kế hoạch phân bổ cái nguồn vốn đầu tư như thế nào. Người ta phải đầu tư gì ngắn hạn, trung hạn rồi dài hạn. Cái trường hợp nào, khi nào thì chúng ta nên đầu tư ngắn hạn, trường hợp khi nào thì chúng ta nên đầu tư trung hạn, và khi nào chúng ta đầu tư dài hạn. Chỉ có cách đầu tư và cái phân bổ cái chiến lược thì chúng ta mới kiếm được tiền, chúng ta mới thành công, chúng ta mới trở nên giàu có. Còn cái kiểu mà cái là mì ăn liền, mua xong mà muốn có lợi nhuận liền thì không có trên đời này đâu. Nên mới có cái chuyện là lùa gà. Bởi vì sao là bị lùa gà? Bởi chúng ta mong muốn và chúng ta tham quá. Khi tham lam cộng với sự thiếu hiểu biết thì chắc chắn chúng ta sẽ mất tiền, mà có thể là mất mạng và phá sản và mất luôn những cái gì mà chúng ta đã dành dụm và có được trong những năm tháng trước đó. Và cái thứ năm đó là gì? Cái sự thao túng tâm lý đám đông của một số người. Đây là một câu chuyện mà khá phổ biến ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Chúng ta cứ thấy lâu lâu Fed lại tăng lãi suất, nó lại làm xã hội hay thế giới lại bắt đầu là có chiến tranh, rồi là có dịch, là có Covid, có những thảm họa, có những cái này cái kia. Thế là cái chuyện đó là xảy ra ngẫu nhiên, tự nhiên, hay là có một bàn tay nào đó người ta điều khiển. Nếu như cái cuộc sống nó cứ thanh bình, nó mọi người sống với nhau nó chan hòa, nó hòa bình, nó không có chiến tranh, nó không có bạo loạn, không có những cái việc gì đó ngoài cái tầm kiểm soát xảy ra, thì sao người ta có cần tiền không? Người ta có cần phải trở nên giàu có không? Bởi vì sao? Mọi thứ nó bình đẳng, giống ai cũng giống nhau hết rồi. Người ta không cần phải tích lũy, không cần làm gì cả. Vậy là những cái người kia, những cái người mà đứng sau những tài phiệt, những gia đình mà giàu có, người ta có tiền không? Người ta không có tiền. Thì người ta phải tạo ra những cái việc đó, tạo ra chiến tranh, tạo ra sự hỗn loạn, tạo ra sự khủng hoảng để người ta thâu tóm tài sản giá rẻ. Và sau này người ta bơm ra, người ta đầu tư vào kinh tế, bắt đầu người dân bắt đầu nhảy vào đi mua, đi đầu tư. Thì khi đó người ta bán ra kiểu gì mà người ta chẳng có lời. Mà quan trọng nhất là gì? Có bao nhiêu người phân tích, có bao nhiêu người am hiểu được. Nên Warren Buffett nói gì hãy tham lam khi người khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Khi mà chúng ta đầu tư, người ta chúng ta không có am hiểu, chúng ta không có kế hoạch, chúng ta không phát triển bản thân mình trước, mà chúng ta chỉ chăm chăm vào cái lợi nhuận và nghe người ta nói hay á, và chúng ta bỏ tiền để chúng ta đầu tư. Tiền trong túi của chúng ta thì là tiền của chúng ta, còn tiền trong túi chúng ta mà chúng ta móc ra đưa cho người khác thì đó là tiền của người khác. Nên mới có cái chuyện là đi đầu tư thì hay có cái kiểu là cam kết rồi bảo lãnh, được bảo đảm. Nhưng mà quan trọng là người ta lấy cái gì để người ta cam kết?
hay thì là cam kết bằng giấy tờ, cam kết bằng miệng. Đến khi mà sự cố xảy ra, đến khi phá sản, đến khi vỡ nợ, công ty không có khả năng gồng gánh trả được lãi, được vốn cho nhà đầu tư nữa, thì người ta thông báo phá sản. Phá sản thì đi tù thì khi nào người ta không có khả năng trả nữa thì ai là người mất tiền? Cái người đầu tư, cái người mà móc tiền, đưa tiền ra cho người ta đầu tư thì đó chính là những người mất tiền. Nhưng mà quan trọng là cái người mà lấy tiền, người ta đã ăn tiêu xài hoang phí, người ta mua nhà mua cửa, con cái học hành, tiện ích dịch vụ người ta có đầy đủ rồi. Thế bây giờ người ta chấp nhận người ta làm việc đó, nên cái chuyện là đi đầu tư bất động sản cũng như là bất kỳ một loại hình kinh tế, một loại hình kinh doanh nào khác, chúng ta phải phát triển bản thân trước khi chúng ta phát triển kinh doanh, và chúng ta phải am hiểu về cái lĩnh vực đó thì chúng ta mới kiếm được tiền. Còn nếu như khi chúng ta không am hiểu về đó thì chắc chắn chúng ta sẽ mất tiền. Nên cái câu chuyện là bất động sản hết thời chỉ dành cho những người không biết, và không biết thời thì chúng ta mới hết thời thôi. Còn những ai am hiểu, tại sao những người giàu ở Việt Nam là những người liên quan đến bất động sản, và những người liên quan đến bất động sản thì sẽ giàu. Đơn giản thôi, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Nếu chúng ta theo đám đông thì một đám đông thì thường đến trễ, và một đám đông thì phần lớn là những người nghèo bị điều khiển bởi những người giàu, những tài phiệt phía sau. Thì đơn giản thôi, những nhà giàu, những nhà tài phiệt người ta làm cái gì thì chúng ta chỉ theo cái đó thôi, thì chúng ta sẽ có được tiền. Chúng ta không có thể chống lại được cái xu thế, chúng ta không có thể chống lại được những cái gì diễn ra, nhưng chúng ta phải tuân theo đó, và chúng ta lựa theo đó, chúng ta dựa theo đó, chúng ta sẽ trở nên giàu có hơn. Trên đây là quan điểm của mình về cái chuyện là bất động sản thực sự đã hết thời hay chưa. Ngoài ra, theo quan điểm của bạn thì còn có những lý do nào khác thì hãy comment xuống cái video này để chúng ta cùng thảo luận và đưa ra những cái hướng dẫn hay những biện pháp giải pháp cho mọi người, để mọi người để không bị mất tiền. Nếu như anh em xem đến đây thấy nó dùng hai về ý nghĩa thì đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút follow kênh, nhấn nút vào chuông để lần tới khi mình phát video ra, bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được video này, cũng như biết được là khi nào và thị trường nào và thời điểm nào chúng ta mua bất động sản để đạt được cái lợi nhuận cao nhất.